Thưa quý vị, vừa qua Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Vân, số nhà 44 đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, phản ánh xưởng mộc của ông Hồ Văn Cường gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại hiện trường theo đơn thư phản ánh của công dân. Trao đổi và cung cấp thông tin với phóng viên, bà Vân cho biết xưởng mộc ông Hồ Văn Cường có hơn 10 năm nay, chuyên gia công sản xuất các mặt hàng từ gỗ. Khi máy móc hoạt động thải ra bụi và tiếng ồn rất lớn, gây ô nhiễm trong khu dân cư. Nhiều lần bà phản ánh đến phường, rồi quận, đề nghị xử lý di dời nhà xưởng đi nơi khác, nhưng vẫn chưa có kết quả. Ông làm một cái xưởng gỗ là sót ở nhà tôi. Mỗi lần ông cưa gỗ là máy chạy, kêu ầm ầm, xưởng gỗ thì bụi bay tứ tung. Và tôi cũng có để đưa đơn lên trên phường nhờ giải quyết. Nhưng mà phường giải quyết chưa thấu đáo, chưa đạt thấu tình, đạt lý cho người dân. Tôi cũng có đưa lên trên quận và quận cũng có gửi về phường để giải quyết. Nhưng mà tôi thấy giải quyết là coi như là cũng không triệt để. Để làm rõ thông tin bà Vân phản ánh, chúng tôi tìm hiểu từ chính quyền địa phương và những hộ kế cận xưởng mộc ông Hồ Văn Cường thì được biết. Xưởng mộc ông Cường có hai lô đất đối lưng nhau, số 46 Nguyễn Đăng Giai và số 41 Nguyễn Đăng Tuyển, thuộc khu vực Thành Vinh 7, phường Thọ Quang. Xưởng mộc này có giấy phép kinh doanh gia công hạng mộc do Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cấp từ năm 2014, nhưng rất ít khi hoạt động. Còn khi hoạt động, có hay không tình trạng ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn, theo phản ánh của bà Vân, thì những hộ sống kế cận khu xưởng mộc cho biết. Thì tiếng ồn thì nói chung tôi sát bên nhà thì tôi cũng không có nghe cái chi mà đáng cỡ hết á. Chuyện nhà tôi đã đối diện với xưởng gỗ nhưng mà hắn hoạt động mấy năm trước, còn năm nay thì không có gì hết, thì không có nghe tiếng ồn như lần số mấy. Thái gì mình nói đấy, thực tế, sống thực tế, sống mới thang thẳng gì nữa, chứ không có nó ở thái bụi, nó không bụi đó, anh nhìn anh thấy có bụi không? Sau tiếp nhận đơn phản ánh của bà Vân, phường Thọ Quang đã nhiều lần kiểm tra xưởng gỗ ông Cường, nhưng chưa phát hiện sai phạm để xử lý. Sau khi tiếp nhận đơn của hộ liền kề về phản ánh về ô nhiễm môi trường và tiếng ồn tại khu dân cư, thì qua 4 lần thì chúng tôi đi kiểm tra, phối kết hợp với công an kinh tế quận, phòng tài nguyên môi trường kiểm tra. Thì qua sự việc kiểm tra thì lập biên bản thì chúng tôi chưa phát hiện cái cơ sở sản xuất kinh doanh của anh Cường gây ảnh hưởng đến tiếng ồn và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt là hộ anh Cường là hiện nay là cũng qua kiểm tra thì cũng có đầy đủ giấy tờ để hoạt động theo quy định. Về lâu dài, phường Thọ Quang cho biết đang lập danh sách 25 cơ sở sản xuất chế biến có nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu dân cư trên địa bàn phường Thọ Quang, trong đó có xưởng gỗ ông Cường, để nghiên cứu đề xuất sớm di dời vào khu công nghiệp.